Hà Trí Quang tung ảnh cưới với người yêu đồng giới. Diễn viên Hà Trí Quang và người yêu đồng giới, Thanh Đoàn, chụp ảnh cưới trong trang phục áo dài khăn đóng. Trước đám hỏi một ngày ngày 19 tháng 10, diễn viên và bạn đời tung ảnh cưới họ chụp tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Trí Quang, trái, cho biết thực hiện bộ ảnh với nhiều phong cách nhưng thích nhất khi mặc thiết kế cảm hứng từ trang phục truyền thống. Họ chọn 16 bước để trang trí trong lễ ăn hỏi tại Đồng Tháp. Diễn viên cho biết đặt thợ làm hai con rồng bằng lá dừa để trang trí cổng tiệc thay vì cặp rồng, phụng như thường thấy. Tôi muốn không gian và bàn tiệc trang trí bằng hàng nghìn bông hoa. Chúng tôi cũng dựng sân khấu với màn hình LED, dàn nhạc để mọi người góp vui bằng những tiết mục văn nghệ, diễn viên cho biết. Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ gia tiên với sự góp mặt của hai bên gia đình, đồng thời giữ lại hình ảnh. Sau này nếu tôi và bạn đời có cãi nhau, hy vọng nhìn lại ngày làm lễ gia tiên để trân trọng nhau hơn, diễn viên nói. Cuối 2022, Hà Trí Quang và bạn đời đón hai con, một trai, một gái bằng phương pháp mang thai hộ. Trước đó, diễn viên xây biệt thự 3.000m² ở Đồng Tháp để làm tổ ấm của cả hai. Họ cũng mua thêm nhà tại thành phố Hồ Chí Minh cùng sinh sống, làm việc. Hà Trí Quang, phải 37 tuổi, là diễn viên truyền hình quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam, tham gia các phim Lâu Đài Tình Ái, Hoa Giả Quỳ, Những Mảnh Vỡ Phù Hoa, Khóc Thầm, Dương Cầm. Thanh Đoàn, 31 tuổi, từng đóng một số phim ngắn hút hàng triệu lượt xem trên YouTube, ngoài ra còn kinh doanh mỹ phẩm, bán hàng online. Lúc công khai chuyện yêu đồng tính, Hà Trí Quang từng sợ bị mất công việc, làm hỏng tên tuổi phần nào đã gây dựng được. Nhưng diễn viên cho biết, tôi chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được sống thật, cho người yêu một sự công nhận. Đến giờ, tôi thấy lựa chọn của mình là đúng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.